Như cái kỹ thuật câu bây giờ thì đồ để câu mực thì quá đơn giản. Mực rồi. Mực rồi. Các bạn thấy không? Khi con mực chỉ cần bắt lên một tiếng thôi thì nó đã chết rồi và nó trắng thế này. Còn những con mực sống thì nó trong suốt như thế này. Hiện nay thì như cái kỹ thuật câu bây giờ thì đồ để câu mực thì quá đơn giản. Như vừa nãy tôi đã giới thiệu bạn một que tre. Que tre chúng ta cũng phải luồn. Ở đây một cái ống gọi là ống suốt cước. Ở giữa này nó có một cái lỗ rất là nhỏ để cho sợi cước đi qua. Hai bên đầu đều bịt mềm mại để cho sợi cước khi nó kéo qua nó đỡ tuốt. Đây là cước. Một cuộn cước như cuộn trẻ con thả diều. Và vài chục mét thôi. Tôm như thế này là hiện nay bán rất nhiều trên thị trường. Ở đây nó là một cái cục trì. Luôn luôn con tôm này khi mình thả xuống thì nó bị chìm thế này. Và người ta giật lên thì con tôm nó thế này. Con tôm nó bơi như con tôm ở dưới biển luôn. Đặc tính của con mực, nó bơi nó nhìn thấy con mồi thì không bao giờ nó cắn đây. Con mực nó sẽ đuổi theo và nó cắn ngang cái thân con tôm này. Không bao giờ nó ăn chặn đầu. Mà không bao giờ nó đớp đằng sau đít. Đấy, mà nó bơi ngang qua và nó chộp con mồi thế này. Khi đó chúng ta giật kéo giật lên cái thì toàn bộ hai tầng lưỡi này nó sẽ đóng vào miệng con mực. Nó sẽ lôi con mực đi. Có trượt cái hàm trên ăn nó tiếp hàm dưới của toàn bộ cái chùm lưỡi câu này. Thế khi các bạn đã giật được rồi thì ta sẽ biết thế nào là con mực, bởi vì là cái con mực nó cắn một phát là nó rút luôn. Nó rút nó nặng như một hòn đá tảng luôn. Chứ nó không như con cá. Con cá nó cắn nó còn nhung nhằng. Nhưng con mực nó cắn cái vào cái là nó lư nó lôi của ta đi. Nó rút thút đi cái là chúng ta biết ngay đó là con mực rồi. Và chúng ta giữ căng dây. Chúng ta luôn luôn giữ căng dây. Nếu chúng ta để trùng dây cái con mực nó dẫy cái thì nó lại tụt ra con mồi mất. Chúng ta giữ căng dây. Khi con mực nó chạy quanh đây bắt đầu nó trùng dây đến đâu chúng ta cuộn dây cước đến đấy. Các bạn ạ, trùng dây đến đâu chúng ta cuộn cước đến đấy. Con mực nó giữ càng giữ cái thì cái cần này nó cong vút trong chúng ta nó như một cái điểm đệm lò xo này cong vút thế này. Đấy, nhả ra được đến đâu cái là chúng ta cuốn vào đến đấy. Và khi con mực nó lên đến gần sát mép nước thì các bạn làm sao cái móc này chúng ta có thể lôi con mực 1 cân, 1.5 cân lên được. Bắt buộc chúng ta sẽ phải có một cái vợt. Chúng ta có một vợt để chúng ta đưa lên mặt nước là chúng ta lấy vợt chúng ta vớt em bé nhẹ nhàng đưa lên thuyền và đưa lên ớt. Nhả. Feed. Để nguyên này. Vừa dưới biển lên tươi ra gió ấy. Vâng, mắt trong suốt nó nhìn mình như kiểu hôm nay tớ mới nhìn thấy cậu. Các bạn thấy chưa, đây mới là con mực tươi. Đừng có ở Hà Nội mà cãi nhau thế nào là con mực tươi, người ta cười lại sashimi.